rồi. Trời ơi, hôm nay đông vui thế gì. Này ơi, tao đây mua hàng em anh ơi. Vào đây. Vâng, chỉ đi anh đấy. Vào đây, anh vào đây. Anh ăn bò hay cá? Hẳn em tính thuốc mua bò rẻ thế anh ạ. Anh ăn bò nhá. Ăn đi, thái luôn. Ê, 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 từ từ. Em thái luôn. Sao anh? Gì thế? Ôi, cái núm à. Ôi dồi ôi, không phải xôi. Hàng của em hàng nhập khẩu đấy. Nhập khẩu là như thế nào? Hàng nhập khẩu là... Nhập khẩu là tốt chứ không thế nào. Nhập khẩu là tốt hơn à? Chứ làm gì nữa. Thế nhà em thái luôn nhá. Ê, ê, từ từ. Cái loại bò này, mỗi một suất ăn của nó là 2 đô một ngày. Có tiền ăn gì mà chạy. Anh em em thái luôn này. Rồi. Cái bò này nó tinh ăn trứng mới uống sữa thôi. Xương của nó mềm ngon lắm. Bò nào là bò ăn trứng mới uống sữa? Bò Tây. Chỉ có bò ăn cỏ mới là bò tốt. Bò ăn trứng mới uống sữa chỉ là giống bò điên. Mà giống bò điên ấy chỉ ở bên Tây mới có, ở bên mình làm gì có. Ôi xài. Các anh ăn bò ăn cỏ nhá. Đây bò ăn cỏ đây. Chính xác 100%, 2 cân đây. Tươi rói. Tươi rói rói đây. Ê, từ từ. Em thái luôn nhá. Ôi trời ơi, ơi, thơm lắm. Nói là thịt bò chết đi. Ôi trời ơi, thơm đi đúng. Nhìn đẹp trai thế kia mà khó tính lắm nhá. Đấy anh ăn, em còn em nói cho anh biết nhá. Nếu như thịt bò thơm mới là thịt bò chính xác. Còn là thịt bò tươi, nó nhuộm phẩm màu đây. Ăn vào chỉ có chóng chết thôi. Thật thế à? Chứ còn gì nữa. Hey, anh ăn bò thơm nhá, em thái luôn này. Hey, từ từ. Trông thơm lắm. Không đảm bảo đâu. Thôi, tôi không ăn thịt bò nữa đâu. Ui giời, nó gặp mình đẹp trai kia mà khó tính. Thế, hey, không ăn thịt bò thì anh ăn cá thì nhá. Đây, cá đây. Em lại có cá tươi rồi rồi đây. Cái cá hồ đây. Không phải gầy. Hey, cá bắt đầu hồ lao. Ui giời. Thì cá lào cũng ngon, chắc thịt hết đấy. Ý, rút cũng là ở lào cũng được chứ. Ui giời ơi, cái tao ăn đến thì cái biết hồ nào. Này, tôi nói cho chị biết nhá. Cá ở ao, ở hồ, không bây giờ không bao giờ đảm bảo an toàn. Người bao nhiêu chất độc người ta đổ ra hồ, ra ao, cá ăn chất độc vào, nhiễm độc, không bao giờ đảm bảo, không bao giờ an toàn. Anh nói đúng đấy. Bây giờ sức khỏe, an toàn là quan trọng nhất. Thế, đây. Anh ăn cá nuôi nhá. Em lại có cá nuôi đây. Ừ, cái chị này vớ vơ vơ vẩn. Vừa đã bảo cá hồ, bây giờ lại bảo cá nuôi. Cá hồ em cũng có, mà cá nuôi em cũng có. Đây, anh nhìn xem. Hai mặt nó khác hẳn nhau nhá. Không tin thì anh hỏi nó xem. Này, tôi nói cho chị biết nhá. Cá, ao ở hồ không bao giờ đảm bảo an toàn. Chị có biết không? Bao nhiêu người bị ngộ độc thức ăn chết, bản thân tôi đây suýt chết mấy lần đấy. Đã bảo an toàn thực phẩm, ăn mà không chết được chứ gì. Nói như chị ấy, thế còn cái gì nữa không? Hết rồi, chỉ có bò ăn với cá thôi. Thôi, thế có bò với cá thì tôi không hàng chị nữa đâu. Sáng ngày ra, chưa mở hàng, chọn để lên cá linh tinh vớ vát vớ vẩn. Cái chị này, tôi đi mua hàng tôi có quyền chọn chứ. Trông cái mặt hắn tài hào á, trông mặt cứ rõ là ghét cơ chứ. Chị bán hàng có lương tâm lắm, em cứ tin tưởng là chị. Hay là em ăn gà nhất. Em ăn gà. Ăn gà. Ừ, ăn gà. Thôi thôi chị ơi, chị nói ít thôi. Em bán đầu lắm. Để em tính thì em ăn cho nó đơn giản lắm. Ừ thế em tính đi. Như theo chị ăn gà. Ăn gà nhưng phải ăn gà sống, không được ăn gà mổ rồi. Ăn gà mổ rồi bạn là yếu, cần nhồi, sắp chết rồi. Có cả H5N1 nó cũng mổ nó bán cho em. Theo chị cứ ăn gà sống là đảm bảo lắm ạ. À, ăn con gà sống này. Ừ, đây, con này. Đấy, đảm bảo chưa? Đấy, già rồi. Ra vàng chứ. Ê, mặt dần ơi. Nói con này là như thế nào nhưng mà đang... Nhưng mà... Trông nó hiểu đó.
Ui dồi, chú cẩn thận thế. Ui dồi, này con đo huyết áp à? Ôi trời ơi, đo nhịp tim đập yếu lắm, không đảm bảo. Cục cục cục, mỡ nữa lại còn tùy huyết áp nữa chứ. Thôi, chị ơi, con này không đảm bảo đâu. Thôi, em không ăn con này đâu. Em không ăn con này đâu. Thôi, không ăn con này, ăn con này. Ăn con này đấy. Đấy. Ôi, thôi chị ơi, em không ăn gà nữa đâu. Ừ, chú đánh ai thế? Chú khó tí cho nó đảm bảo. Thôi, nhà em không ai biết thịt đâu. Hơn nữa, gà của chị gì giữ như chó ấy. Thôi, em không ăn gà nữa đâu. Để em tính em ăn cái gì đơn giản rồi chị. Đơn giản đấy. Thấp nhất là phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền
từ 300.000 đồng đến 100 triệu đồng đấy các chị ạ. À. Và để đảm bảo an toàn cho sức khỏe mọi người, tôi đề nghị các chị từ nay không được buôn bán những hàng không có nguồn gốc xuất xứ như thế này nữa các chị nhé. Nếu các chị không nghiêm túc thực hiện, tôi sẽ đề nghị đến đơn vị chức năng để giải quyết theo quy định của pháp luật. Vâng, nghe qua chị Hoa giải thích, tôi đã nhận ra việc làm của mình là không đúng rồi. Tôi xin hứa, từ nay tôi sẽ buôn bán các mặt hàng tươi ngon rõ nguồn gốc. Cho tôi xin lỗi chú. Ok, em xin lỗi em bẹt rai nhé. Vậy, hai chị đã nghe ra rồi, thì bây giờ hai chị và em Đức bắt tay nhau đoàn kết một cái đi thế nào? Okay. Kính thưa ban giám khảo, kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể hội thi, qua tiểu phẩm chúng tôi muốn gửi tới hội thi thông điệp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm là lương tâm, là nhiệt của mỗi tổ chức cá nhân trong sản xuất kinh doanh để đem lại sức khỏe cho toàn thể cộng đồng. Đội Cẩm Lý diễn kịch.